Rồi đây mình giới thiệu cho cái nhà xem coi, mình về diều rất là nhiều nha cả nhà. À, diều á, coi của mình á là diều thiết bẹp, diều năm đuôi có nè. Rồi diều sư tử có nè. Rồi diều phụng nê tre cũng có nè. Bạch tuộc cũng có nè. Ké mặt cũng có nè. Chim ưng cũng có nè. Chim phi điểu cũng có nè. Rồi phụng đen ba đuôi có, phụng đen năm đuôi nữa nè. Rồi chim phi điểu năm đuôi nè, ba đuôi nè. Rồi nói chung các loại nhiều lắm, rồng ba đầu nè. Rồi phụng màu năm đuôi nè, phụng màu ba đuôi nè. Chim phi điểu ba đuôi nè. Nói chung nhiều lắm nha cả nhà. Nhiều lắm. Cho nên cả nhà có nhu cầu mua diều thì mua ủng hộ mình nha. Rất là nhiều diều luôn. Mình có bán diều mà cỡ 2 tuổi trâu nữa nha cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Hôm nay là đầu tháng 4 rồi nha cả nhà. Thì mùa này người ta gặt lúa, rồi cũng nắng ráo, rồi có gió nữa, cho nên đó là mình nhập diều về để mình bán nha cả nhà. Người ta gặt lúa này là mùa gió này trống á, thì nhỏ nó cũng gần hè á, thì nó mua diều để đồng nó thẻ, cho nên là mình nhặt diều về rất là nhiều nha. Mời cả nhà cùng xem diều của mình nha. Mình giới thiệu cho cả nhà nha, diều mình về rất là nhiều nha. Diều ké mặt có, diều sư tử có, diều nghe tre có, chim ưng có, rồi diều rồng ba đầu có. Nói chung rất là nhiều cả nhà coi nè, từ trên dưới nhiều lắm. Bây giờ mình không giới thiệu được hết. Thì phượng hoàng lửa có, phượng hoàng lửa 4 đuôi, 5 đuôi, ba đuôi. Rồi diều thiết bẹt, diều gì. Nói chung nhiều lắm cái nhà, mình không có nói hết được. Cho nên mời cái nhà ai có nhu cầu ghé tới mua diều ủng hộ mình nha. Mình diều rất là nhiều. Đó. Rồi nay mai gì mình ra đồng mình quay cái cảnh mà mấy đứa nhỏ nó thẻ diều cho cả nhà xem nha. Đây mình có bán diều 2 tuổi trâu nữa nè nha cả nhà. Diều câu ké nè. Mình có bán diều có 2 tuổi trâu nữa nè. Diều đây là diều có 2-3 tuổi trâu nè. Đủ loại nha cả nhà. Hình con bướm có, siêu nhân có, nê tre có, rồi con bướm cũng có, nói chung nhiều loại lắm. Diều trẻ nhỏ gồm có bướm nè, ké nè, rồi siêu nhân nè, rồi Doraemon nè, nê tre nữa nè, nói chung nhiều lắm cái nè, nhiều loại lắm. Giờ mình không thấy được cứ một sách gì đây á là 20 con, 10 con từ kêu sách nhiều lắm. Rồi thì để khi nào mà quay thì đeo.